Xin chào bố mẹ, mình là Linh. Đây là kênh chia sẻ giáo dục của mình. Mình đến để hướng dẫn các bố mẹ và phát triển cho các bé về tư duy, về toán cũng như là tiếng Anh và một số các môn khác nữa mà mình chưa có thể chưa biết được. Và để biết rõ về mình thì sẽ xem ở mô tả dưới đây. Và hôm nay mình định hướng dẫn đó chính là bố mẹ và các bé một số các bài giải toán đố dành cho lớp 1 bằng cả tiếng Anh và cả tiếng Việt. Và chúng ta sẽ vào cái bài đầu tiên, đó chính là giải toán đố bằng phép tính cộng. Phép tính bằng phép tính cộng thì chúng ta sẽ có hai phần, đó là phần phép tính cộng mà giải toán đố bằng phép tính cộng nhưng mà sử dụng phương pháp từng phần và toàn phần, đó là add using part whole. Và chúng ta sẽ để ý như sau, chúng ta sẽ có một bài tiếng Anh rất là tốt dành cho các bố mẹ mà có con là học trường quốc tế cũng như là định đến thi các cái chương trình quốc tế, các cái chứng chỉ quốc tế về sau. Bây giờ mọi người sẽ cùng đọc ạ. Danny has 576 bookmarks and Jax had 186 bookmarks. So how many bookmarks do they have altogether? Tức là Danny thì có 576 cái kẹp sách, cái kẹp sách là kẹp ghi nhớ ấy ạ. Ghi nhớ trang nào mình đã đọc ấy ạ. Jack thì có 186 chiếc kẹp sách. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc kẹp sách? Thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta sẽ làm phép tính cộng. Và phép tính cộng này sẽ là phép tính cộng gì ạ? Có nhớ, lần trước đã dạy mọi người rồi ạ. Chúng ta sẽ đặt ạ. Hàng chục, hàng trăm và hàng đơn vị thẳng hàng theo nhau. 576 cộng với cả 186. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1, viết số 1 lên chuyện số 7. 7 cộng 8 là 15. À nhớ 1 đúng không ạ? Chúng ta sẽ ra 16, viết số 6. Lại nhớ thêm 1, viết số 1 để lên chỗ số 5. 5 cộng 1 sẽ bằng 6. Nhớ thêm 1 nữa thì là gì ạ? Là 7. Vậy kết quả sẽ ra là 762. Và trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Đó là they have 762 bookmarks altogether. Họ có tận là 762 chiếc kẹp sách ạ. Và chúng ta sẽ làm các bài tập để luyện thêm như sau. Chúng ta sẽ có bài đầu tiên ạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn là dịch bài này như thế nào. Còn kết quả ra sao, bố mẹ và các bạn, các bé sẽ làm cùng với nhau. Mình sẽ có phần giải đáp ở đằng sau. Ví dụ ở bài số đầu tiên thì chúng ta có là Meet John served 586 cakes on Monday. He served 237 cakes on Tuesday. So how many cakes did he share all together? Tức là Miss Jones thì đã bán được 586 chiếc bánh vào ngày thứ hai. Anh ấy đã bán tiếp là gì ạ? 237 chiếc bánh vào ngày thứ ba. Hỏi anh ấy đã bán được bao nhiêu cái bánh? Vậy chúng ta sẽ phải làm phép cộng. Và chúng ta sẽ phải viết con số ở dưới là he sure blah blah cakes on together. Rồi, ở dưới chúng ta sẽ thấy bài số 2. Bài số 2 này nói về vấn đề là đó chính là lượng khách đi tham quan ở bảo tàng. There were 416 visitors at the museum on Saturdays. There were 555 visitors at the museum on Sunday. So how many visitors were there altogether on both days? Tức là chúng ta sẽ, bài này muốn hỏi là một cái bảo tàng ấy ạ, có 416 khách tham quan vào ngày thứ bảy, rồi lại đón thêm ngày chủ nhật nữa là 555 khách. Hỏi trong 2 ngày đón được tất cả bao nhiêu khách? Chúng ta cũng tương tự sẽ làm phép tính cộng. Và mọi người sẽ thử tự làm ạ, dừng cái video này và thử tự nghĩ xem là kết quả mình ra sẽ ra đúng không. Và nhớ nhá, chúng ta sẽ là sử dụng là gì ạ? Phép cộng có nhớ. Và rất mong là mọi người sẽ suy nghĩ, lấy giấy của mấy bé và chúng ta sẽ xem đáp án ở phần sau. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.